Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cùng đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vận hành và cung cấp điện. Theo báo cáo, tại thời điểm này, EVN và các đơn vị thuộc EVN đã chủ động sẵn sàng trong việc xây dựng các phương án kế hoạch nhằm đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đại diện công ty Truyền tải điện 1, để đảm bảo điện trong dịp Tết Nguyên đán 2021 phục vụ tốt các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và vui chơi giải trí của nhân dân, công ty đã lập phương án đảm bảo điện trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Cụ thể, công ty Truyền tải điện 1 đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại nhằm khắc phục, xử lý nhanh các hư hỏng lưới truyền tải điện khi có sự cố xảy ra, bố trí lực lượng, vật tư để kịp thời cung cấp xử lý những sự cố bất thường. Về phía Công ty Truyền tải điện Hà Nội, ông Tô Thế Cường, giám đốc công ty cho biết, công ty đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ đạo các bộ phận thuộc truyền tải điện tăng cường công tác kiểm tra quản lý kỹ thuật các trạm biến áp và đường dây thuộc quyền quản lý, nếu có khiếm khuyết bất thường phải đăng ký và phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý triệt để. Ông Tô Thế Cường khẳng định, hiện nay công tác đảm bảo cung cấp điện phục vụ Tết đã được chuẩn bị chu đáo với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, theo dự báo của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, trong dịp Tết Tân Sửu, phụ tải điện sẽ thấp hơn bình thường. Cụ thể, công suất đỉnh trong dịp này được dự báo chỉ đạt khoảng 17.000 đến 19.000 MW, công suất thấp nhất đạt khoảng 12.000 đến 13.000 MW, tăng khoảng từ 1 đến 5% so với cùng kỳ năm 2020. Chính vì vậy, tình trạng thừa nguồn sẽ xảy ra, gây nguy hiểm cho lưới điện cả nước. Kết luận tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Đặng Hoàng An biểu dương EVN và các đơn vị đã đảm bảo điện an toàn, ổn định, phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, sẵn sàng của EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, EVN Hà Nội và các đơn vị trong việc xây dựng các phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu liên quan đến phụ tải trong dịp tết nguyên đán thứ trưởng đặng hoàng an yêu cầu phương án đảm bảo cung cấp điện trong dịp tết nguyên đán cần phải chuẩn bị kỹ hơn năm trước do phụ tải năm nay thấp phụ tải thấp đối với việc vận hành ngành điện là hết sức khó khăn thứ trưởng phân tích cụ thể Mặc dù phụ tải trong dịp Tết Nguyên đán được dự báo sẽ giảm thấp so với ngày thường, nhưng việc vận hành vẫn phải đảm bảo giữ điện áp, tần số của toàn hệ thống trong giới hạn cho phép, hạn chế điện áp tăng cao do phụ tải thấp, sẵn sàng và kịp thời xử lý sự cố về điện. Thứ trưởng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sự cố trong công tác vận hành, nếu có sự cố bất đắc dĩ thì phải xử lý nhanh nhất, gọn nhất và bài bản, đúng quy trình, không gây rối loạn, an toàn hệ thống điện trong dịp Tết là tiêu chí số 1 thứ trưởng cũng lưu ý các đơn vị trực thuộc evn cần phải phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại hoặc ném các vật thể lên đường dây điện bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp đảm bảo hệ thống đường truyền thông tin liên lạc phục vụ điều hành hệ thống điện thứ trưởng đặng hoàng an giao nhiệm vụ cho cục điều tiết điện lực thiết lập chế độ báo cáo nhanh thường xuyên giám sát chặt chẽ công tác đảm bảo điện của evn và các đơn vị báo cáo trực tiếp lãnh đạo bộ để kịp thời chỉ đạo điều hành các giải pháp phương án đã được xây dựng cụ thể chi tiết vì thế các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc tăng cường kỷ luật trong vận hành để đảm bảo cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhân dân cả nước vui tết đón xuân thứ trưởng nhấn mạnh Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng An yêu cầu EVN và các đơn vị tiếp tục nỗ lực đảm bảo điện an toàn ổn định cho các cơ sở y tế, địa điểm cách ly người bệnh, người nghi nhiễm COVID-19, đồng thời yêu cầu các cán bộ công nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19, không để trường hợp cán bộ công nhân viên vận hành nào nhiễm bệnh gây nguy hiểm cho công tác vận hành hệ thống điện.